bẫy này thực sự là một con dao hai lưỡi. Rất nguy hiểm. Không có bàn thắng cho U23 Syri. Chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn thôi, U23 Syri đã cho thấy họ đáng ngại như thế nào, đặc biệt là trong tình huống này. Trong đường truyền của Xuân Trường cho Phan Thành. Mutari. Cú sút xa lợi hại với khả năng độc lập tác chiến của mình. Anh rất đó là một pha xâm nhập vòng cấm của An Amat, nhưng nó là một phương án tấn công tốt. Có cảm giác như Văn Hậu hơi vướng trọng tài ở tình huống băng lên này. Phản công cho U23 Việt Nam. Xuân Trường. Vẫn là Xuân Trường. Công Phương đối mặt. Dứt điểm không vào. Vẫn còn. Chúng ta cứ theo dõi lại sự bình tĩnh của Xuân Trường. Công Phượng cũng đã chỉnh thước ngắm rồi, nhưng thủ môn của đội bạn đá của đội trưởng Aska không có gì khó khăn đối với Tiến Dũng. Phía trước là Văn Thành và Duy Mạnh, vẫn là số 20 bên phía Syri. Nazi rất nguy hiểm. Hơi lỡ nhịp ở tình huống này nên đã không thể bắt dính bóng, nhưng ngay sau đó kịp trở lại để ngăn cản một nguy hiểm quá. Không vào. Tất cả đã lặng người, tất cả đã lặng người trong khoảnh khắc mà Mutari của bạn vẫn còn. Afas cũng là rất đáng kể. Mohamed Ans là người đi cùng vào sân này. Nguy hiểm quá. Không vào. Rất may Mutari đã có ít nhất là hai cơ hội rõ rệt để mở tỷ số. Rất nguy hiểm. Áp sát. Không vào. Đó vẫn chưa phải là một cú đá tốt. Ở khoảng thời gian chỉ còn một phút nữa, một trận đấu đầy thử thách và quả thật là rất hồi hộp trong khoảng thời gian này.